Đây là thỏi son Clavu chính hãng này, hay là mình tổ chức mình không sale được cái màu 8 á, là nó hết rồi, hiện tại nó còn, mình sale được, mình săn được có vài thỏi rồi, mình lấy cho mấy bạn coi. Màu 8 là màu cam ấy, biết là dễ thương đi mấy bạn. Đó, đẹp không hả? Đây, đây. Thỏi son này mà có 90.000 thôi, mà son hàng nha mấy bạn, chứ không phải son hàng Quảng Châu à. Rất là đáng mua nha. Thiết kế rất là xinh, rất là đẹp luôn. Giá săn sale hết hồn luôn nha mấy bạn. Mấy bạn nào á, hiện tại nhiều người cũng hơi lo lắng là không biết có săn sale thật không hay là bán hàng giả. Chắc chắn là mấy bạn cũng lo lắng như vậy thôi, mình hiểu mà. Mà cái hàng này của mình là săn sale hàng, mình có bill nha mấy bạn, cần thì mình với lại bạn xài qua cái hàng này, mấy bạn chỉ cần nhìn thôi, nhìn là mình biết, mấy bạn là mình biết mình sớm mình uy tín bán hàng thật hay giả liền rồi. Mình bán hàng giá rẻ là giá săn sale nha mấy bạn, mình nói lại nhiều lần rồi ha. Đây.